mai trong đây. Hả? Oh gosh, cái thùng đó, thì đó hả? Đây. Only for you, hả? Not for the grown up. Not for the grown up. So you mean not for daddy? No. Oh my gosh. You only this one there. Vậy đó hả? So this is mine. Oh Jesus. Ok, từ từ để chị hai hũ con khui nha. Nó đợi cái đó không biết là bao lâu luôn rồi đó. Nhất đầu ngày nào cũng hỏi tại sao rồi postman không có đem cái đó tới cho nó. Dạ con mẹ đếm nè. 1, 2, 3, vô. Xin chào ông bà cô chú. Hôm nay con đi cuốn thùng ba. Yeah, con biết trong đó gì không? Không. Không hả? Thùng xe riêng, thùng xe riêng. Đó. Rồi, phải, yes. Không? Phải không? Không, có. Hả? Thùng xe riêng á. Không, không có. Thùng xe riêng á. Rồi để chị hai khui nữa, để chị hai khui nữa. Có chị hai nữa nha. Từ từ nha. Rồi. Để chị hai phụ con, để chị hai phụ. Ôi con đẹp quá. Để chị hai làm. Rồi một thùng nữa để mẹ khui ra. Ôi nó khui ra lộn quá. Thùng này thùng gì ông trời, của người khác không ta? Mắc cười dữ à. Chú Linh làm cái gì, khui gì lẳng ghệ ba không thấy. Chú Linh phải cho ba thấy nữa, ba không thấy nghe. Cái đó là gì vậy? Ủa cái đó là gì vậy? Ba mở cho con đi. Ba đâu mở được, đi chị hai mở kìa. Ba không biết cái đó là gì hết. Để cho chị hai mở. Anh không biết trong đó là gì nha. So I don't know. Chắc nó đi kèm. Rồi nè chú Linh. Nhắm mắt lại. Đúng rồi, cái này cái gì? Oh, so suitcase. It is suitcase. Yes. Oh, oh my god, another one. Đâu có đâu. Oh, oh. Mua cái vali. Wow. Để mày cắt cái này. Mua đi làm gì? Tôi cho đi. Nó đầu cho mua đi. It's my man. Oh. Oh. Mm, cái này mà. Nghỉ chơi bỏ đồ vô kéo ha. Đây. Lớn lên, lớn lên. Wow, so fancy. Này đẹp quá hả? Từ từ, từ từ, từ từ, relax, relax. Hey, no. Để chị hai mở nữa, dừng đứt tay, mèo làm cho đứt tay bây giờ. Wow, wow. Trời đất ơi. It's my. Để chị hai coi phụ con nữa. Quay qua, quay cho cô chú con với. Đây có cái gì đây? Đây đây, để mami khui cho mấy mày coi có cái gì nè. Cái này cái gì? What is this? Oh, I like this one. What is this? What is this? Cái bóp để tiền á. Oh. Hey, hey. Can I see? Can I see? Can I see? Can I see? Còn này gì đây? Cái này cái gì vậy? Oh. Oh yes. Hey mama, mommy try it. Cái đó để con ngủ á, con đeo lên con mắt con ngủ á. Hiểu không? Nhớ yeah, thầy tá. Oh, what is this? Đừng mở một con cho quá trời. Nè. Ê, I need stickers. Rồi, sticker nữa hả? Rồi, bởi gì nữa? Ồ, cái này giống cái đồ nấm vú có sữa vậy ta. No, nó là nấm vú. Không phải nấm vú mà chứ gì. Phải bình sữa không? No. Hình như nó biết cái đó nhiều hơn vậy. Oh, wash hand. Oh, trời ơi. Nó biết cái đó nhiều hơn mọi người. Cái này hát con. No, it's... Ông cái này bỏ cái này bỏ vô cái điện thoại. Đúng rồi, bỏ vô cái điện thoại giỏi quá. Guess what this, chúng mình. What? Cái này nè, what this? And... Little down, okay. Oh, is that for that one? Oh, it's nấm vú. No, it's just a lipstick. Oh, lipstick. Okay. Rồi lấy cái này lên. Người ta nhớ máy bay nữa kìa. Nổ cái đó luôn mấy lên. Đúng vậy. Cái này nó để đựng đồ chơi. Còn hai vé máy bay nữa. Hai. Hai vé máy bay nè, đi Việt Nam. This is the ticket so to go to Vietnam. Yeah. I got.
bữa nay gia đình mình dẫn hai đứa nhỏ đi tới Dorchester, cái khu trung tâm người Việt của mình ở vùng này, có tổ chức cái buổi lễ Tết Trung Thu cho mấy đứa trẻ ở ngoài trời. Đây là khu vực của Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Ở đây mình thấy cũng có nhiều những cái trò chơi cho mấy đứa nhỏ nó chơi, rồi những cái chỗ để cho mấy đứa nhỏ chụp hình, rồi có tặng mấy cái đèn Trung Thu nữa, rất là dễ thương. Trúc Linh với Vienna cũng tới sắp hàng lấy được hai cái đèn, nhưng mà tiếc là cái lồng đèn thôi, chứ còn cái đèn trong nó đã hết rồi. Và cái đó cũng được miễn phí nữa, không có mấy người không có tính tiền. Rồi mình cũng có ca hát vũ múa rồi chị sẹo đó hết And we're going to be performing Just the Way You Are by Bruno Mars. Đâu đứng tới? Đâu đứng tới? Hai chú lên đi. Chú đầu ra. Mẹ xíu nha, mẹ cho phát nha. Đúng rồi, con chú lên chắc chắn chứ. Chắc cái đầu vô vậy nè. Đúng rồi, bên nè, Cái gì? Món con là gì? Vienna thì là cơm sườn bì chả trứng. Cơm sườn bì chả trứng, đúng rồi. Mình từng đi tới đấy ăn cái món này qua rồi, Vienna thấy và coi như là khoái chí lắm. Đây. Trúc Linh thì là gì? Hủ tiếu. Hủ tiếu bò viên, phở bò viên gì đó không biết. À ha. Còn má mi nó thì nhìn ké thôi chứ không có ăn gì hết trơn á. Cũng được. Thì thôi. Ăn dư thôi. Thì đủ rồi. Yes. Chúng lên đấu dữ lắm rồi. Ừ. Đi Trung Thu cho có lệ thôi. Vô đi. Không, cái buổi lễ Trung Thu này mình cũng ngạc nhiên là cách đây trong vòng mấy tuần trước đã có làm rồi ở trên cái chỗ gì đó mà mấy năm trước mình chơi đó.
Ừ, đâu ở đâu random gì đúng rồi, chỗ đó đó à, cũng bự lắm. Cho nên mình không biết là bữa nay có cái phần tổ chức ở đây, mình hoàn toàn không biết. À, nhưng mà cũng good cho mấy đứa nhỏ ra nó tụ tập nó chơi cho nó vui. Đúng không? À, đúng rồi, lồng đèn miễn phí nữa nè. Ok. À. Nhưng mà nhờ có cái event đó mà mấy cái nhà hàng gần đây đông, không có bàn ngồi luôn nha quý vị. Nhờ cái event đó mình mới tới đây mình ăn luôn. Đúng rồi, đó thì cũng có cái event đó cho nên mình mới tới đây mình ăn. Còn chứ nếu không ở nhà ăn cơm trắng với lại thịt kho rồi. Đúng không? Nhá. Yeah. Ngon mà vậy, anh đâu có chê đâu. Dạ. Yeah. Không, nhưng mà cái event đó của cộng đồng tổ chức thì không có đem vô thu nhập, nhưng mà mấy cái nhà hàng thì được lợi nhiều lắm. Dạ. Yeah. Nhà hàng nào cũng hiện tại bây giờ là đông nghẹt người, không có bàn ngồi luôn quý vị. Rồi em đói quá, em ăn liền. Dạ. Rồi đó, để muốn cũng cho con tụi con cùng chơi. Sao good. Tuyết Tiêu không có ăn gì hết trơn á quý vị. Ừ, không ăn gì đó, mình chỉ kêu con gì gọi thôi. Đúng rồi. Đó. Đây. Em không có ăn gì hoài dữ gọi này hết trơn nha quý vị. Dạ. Nhìn hấp dẫn ha. Trời. Wow, có cái này riêng cho Trúc Linh nè, hôm nay để cái này cho con. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây cho con, chị hai ăn cái này nè. Mình sẽ thử cái món gỏi ở nhà hàng này cho mọi người thấy nha. Thì gỏi ngó sen, ngó sen tôm thịt. Để nó bắn giờ. Hả? 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 Bỏ vô miệng ăn thôi con. À, hết đã xếp. Bỏ vô miệng ăn thôi. Nó chua chua mà ngọt ngon. Yeah. Bỏ lên cái bánh hồng á. Đúng rồi. Để sáng tôi bị bỏ lên cái bánh. Anh nghe nhiều yên. Ok. Okay. Đó. Đây là bia nè, đây rồi, đây là cái phần cơm của Vienna. À, cơm sườn vì chả trứng của Vienna nha quý vị. À, nói thật nha, mình đi ăn cũng khá là nhiều những cái nhà hàng ở vòng vòng ở Dorchester và trong cái khu vực Boston. Mình thì háo nhất là cái món cơm sườn bì chả trứng đậu hũ kỳ. Nếu có đậu hũ kỳ thì chỉ có cái tiệm này là cái dĩa này là mình thích nhất quý vị. Nói thật luôn á, chỉ có cái tiệm này là cái dĩa mình thích nhất. Okay. Còn mấy cái tiệm kia thì mình không bình luận ha. Không, mình chỉ nói là mình thích cái chỗ này nhất. Đây là anh Hồng. Cái dĩa cơm cũng sườn nó ngon. Yeah. Thiệt chứ. Yeah. Cái cách trình bày của họ cũng đẹp nè. Mà nó tóm lại nó rất là ngon. Nhìn nó ngon lắm. Yeah. Ngon ha. Yeah. Cứ mỗi lần mà tiệm tiếng mà muốn ăn cái dĩa nhà hàng này á, là lúc nào mình cũng order cái phần này không. Không mất ai. Rồi. Bữa nay cái tô này của Mr. Đạt quý vị nha. À, thật sự ra mình thích cái món cơm sườn bị chả trứng của Vienna kìa. Nhưng mà vì Vienna đã order rồi cho nên mình muốn mua cái khác để phòng hợp Vienna ăn không hết á, thì mình sẽ ké được của Vienna. Nhưng mà mình đã tính sai lầm quý vị. Yes. Mình đã tính sai lầm, ẻm ăn sẽ hết, sập bách cái tô của ẻm luôn. Yes. Không những hết cái đó mà hết luôn mấy cái đồ rau chua luôn nha. Yes, yes, yes. Coi nhé. Kìa, đâu mẹ không thấy, hồi nãy mẹ không thấy. Đâu làm lại đi. Nó không sao chị hai nó ăn, ngồi đó nó hung chị hai nó không. Đâu không sao đâu. Có hung chị hai mới dẫn đi mua cái kia nha. Vậy hả, rồi ba sao, hung ba sao? Chưa. Rồi không mẹ sao? Đang kêu con như cô ba. Rồi, sau một hồi các bạn. Đó. Trời đất ơi. Cái chậu chặt mà nó dán nó chui vô để nó hung người này được gì. Coi nè, đó, bây giờ nè, sau một hồi chiến đấu. Gỏi ít mà.
Hôm nay đâu có ăn nhiều đâu. Lúc cái này không. Anh mà coi như là không, anh tưởng là nó ăn không hết. Em cũng nghĩ vậy. Ăn hết luôn các bạn, giỏi ghê không? Chỉ có cái nó không ăn là cái gì đó, bì. Bì thôi. Bì. Vậy mốt rồi cũng kêu bì đó. Hồi nãy anh vừa định móc múc miếng dưa leo của nó gì. Anh cầm cái đũa anh vừa dớ cái bên bển nó lấy cái muỗng nó xắn miếng dưa leo lên liền. Coi như là cũng may anh chỉ có cái ý định thôi chứ chưa có dớ tay vô. Vậy là em mấy thích cái món này ở tiệm này. Rồi bây giờ mẹ đưa cho Trúc Linh 1 đồng nha. $1 ok. Xong rồi chị Hai dẫn con đi lấy cái kia. No, only one. I have only $1. Okay. Đòi hỏi quá à. Mới bị lớn à. Mẹ nói, giờ lấy không? 1 đồng lấy không? Nghe mẹ hỏi nè, bây giờ mẹ đưa 1 đồng lấy không? Ok. Đưa cho chị Hai. Vina, con hiểu mẹ nói nãy không? Ok. Let she do it, ok. Let she bỏ cái quarter vô and she play it. Cho cái đó, nhưng mà người ta không biết, người ta không có đổi cho con đâu. Con phải nói với người ta không đổi để con xài cái máy, cái đó. Nhưng mà người ta không biết, người ta không có đổi gì mà con. Bye bye, chúc lên, have fun. Rồi giờ ba nó giờ này còn chèo nữa. No chưa anh? No. Chưa no phải không? No. Uống trà sữa không? Buy one get one free à. Nhưng mà xếp hàng chắc lâu lắm á. Không biết. Cái ly hôm qua em mua em còn nguyên ở nhà luôn. Nãy bây giờ Trúc Linh nó hỏi mà. Trà sữa ở đâu? Ngay đây luôn nè, mới mở luôn. Thử ha, ủng hộ đồng hương. Nếu mình đi tới đó, nếu mà xếp hàng không có quá dài thì ok. Còn nếu dài quá thì đi về luôn. Okay. Sao con buồn quá vậy? Buồn lắm rồi. Cầm tiền đợi ăn, cố tình ăn cho lẹ. Xong rồi ăn xong, đợi chị Hai ăn xong, xong rồi mẹ cho tiền cầm lên chợ, tưởng sao cái máy bị hư. Mẹ nhỏ khóc phải rồi.